mọi người như thế nào. Còn mình thì trong một cái skincare routine ý, mình sẽ đầu tư nhiều nhất cho serum. Bởi vì đối với mình thì đây là một sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, và nó sẽ giúp cho mình giải quyết các vấn đề về da nhanh nhất và hiệu quả nhất ý. Mọi người đã quay trở lại với channel của nhà iBeauty. Mình là Khánh Ly, mình đã quay trở lại rồi đây. Và trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người lựa chọn được một sản phẩm serum phù hợp. Let's get started. Về cơ bản thì serum là một sản phẩm dưỡng da có dạng lỏng này, đặc hơn tonal, đặc hơn essence, nhưng mà sẽ lỏng hơn so với các loại sản phẩm kem dưỡng, gel dưỡng. Trong serum thì sẽ có nhiều dưỡng chất cho da, được bào chế ở những dạng rất là nhỏ, có thể thấm sâu vào bên trong lỗ chân lông để nuôi dưỡng da từ sâu bên trong này và giải quyết các vấn đề về da một cách nhanh nhất và mạnh mẽ nhất. Bởi vì á, cái này thì chưa chính thức, cũng tùy nồng độ của từng loại sản phẩm, nhưng mà hàm lượng dưỡng chất ở trong serum thì thường sẽ gấp khoảng 7 lần, 10 lần so với sản phẩm kem dưỡng, mà cái texture của nó còn thoáng da hơn kem dưỡng, nó sẽ thấm vào da nhanh hơn kem dưỡng. Cho nên là mình cảm thấy serum là một trong những sản phẩm mà mọi người nên đáng để đầu tư nhất trong skincare routine của mình. Và có một cái lưu ý á, là khi mà lựa chọn serum cho da ấy, không phải loại serum nào đắt nhiều dưỡng chất là cũng đã phù hợp với làn da của mình đâu. Thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho mọi người một vài cái tips nho nhỏ để lựa chọn được serum phù hợp với da của mình nhá. Bạn nào mà có làn da bị xỉn màu hay là bị đốm nâu tàn nhang ấy, thì sử dụng một cái sản phẩm serum không thể loại bỏ tàn nhang một cách nhanh chóng và hoàn toàn được, bởi vì thậm chí những cái biện pháp can thiệp sâu như là dùng tia laser nó vẫn còn có thể tái lại cái tàn nhang đối với các loại nám tàn nhang chân sâu. Thì đối với các bạn nào mà muốn làm sáng da, đều màu da, mờ thâm nám thì mình khuyên mọi người nên sử dụng các loại serum có chứa cái phổ biến nhất là vitamin C này, có thể sử dụng các loại vitamin A, rồi AHA, arbutin, adenosine, vân vân nhé. Hy vọng là sau video ngày hôm nay thì mọi người đã lựa chọn được một cái loại serum phù hợp cho làn da của mình và giải quyết được vấn đề cho da của mình. Nếu mọi người còn thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới nhé. Nhớ ấn like và ấn subscribe ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì bye!